À, chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ trên tay cái mẫu NUC mới của Intel. Thì đây là mẫu NUC thế hệ thứ hai, có nghĩa là xài thiết kế là dựa trên cái nền tảng Raspberry. Và đây chúng ta có thể thấy là cái thiết kế toàn bộ cái NUC này nó có kích thước rất là nhỏ, nó chỉ khoảng là 10, kích cỡ là 10x10cm, và toàn bộ linh kiện phần cứng nó sẽ nằm gọn bên trong này. Và bây giờ mình sẽ mở ra để các bạn sẽ xem thử như thế nào. À, đây là bên trong thiết kế của con NUC mới của Intel. Thì chúng ta có thể thấy là sẽ đây là cái khoang 2,5 inch dùng để gắn ổ cứng. Tất nhiên là ngoài ra thì chúng ta có thể là gắn một cái ổ cứng theo cái qua cổng M2, nhưng mà M2 đây thì nó đã được sử dụng cho card Wi-Fi. Về cơ bản thì NUC của Intel nó sẽ là một bare bone hơn là một cái máy tính hoàn chỉnh. Vì vậy là khi chúng mở ra, chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ cần gắn thêm RAM và thêm ổ cứng nữa, thì như vậy là chúng ta mới có được một cái máy tính hoàn chỉnh. Thiết kế của NUC thì cái điểm khác biệt so với thế hệ trước thì NUC 2.0 của Intel nó sẽ có là hai cổng USB 3.0 ở mặt trước. Mặt sau sẽ có thêm là hai USB nữa. Ngõ xuất tín hiệu là gồm là VGA theo chuẩn VGA và HDMI. Tất nhiên là ngoài ra thì nó sẽ còn một cái tô linh dùng để truyền tải âm thanh. Trở lại thiết kế bên trong thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn. Và mình sẽ tiếp tục mình tháo này ra để các bạn sẽ thấy được cái phần CPU của nó. Thì đây là mặt sau của con NUC 2.0, thì chúng ta có thể thấy là đây là cái phần điểm khác biệt của NUC 2.0 là nó sẽ sử dụng một tản nhiệt chủ động với quạt làm mát, tương tự như là của tản nhiệt của laptop. Và bên dưới phần tản nhiệt này là con CPU Celeron N3050. Rồi, xin cảm ơn các bạn.